Chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì hiện tại mình lại đến một địa điểm mới là ở Đồng Mô Sơn Tây. Đây là cái làng văn hóa dân tộc. Hiện tại đang diễn ra chương trình xe địa hình offroad. Thì bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn vào trong này cùng người bạn mình lái trải nghiệm xe, và tí nữa mình sẽ ra bên kia để quay các chương trình thi của đoàn offroad nhá. Rồi, xin mời tất cả các bạn đi theo mình. Đây ông bạn mình vào lái trải nghiệm này. Ở đây người ta cho lái trải nghiệm xe. Bác ơi đấy nhá, đừng có đi lung tung nhá. Nên đây là đăng ký bằng các thứ là sẽ được vào lái trải nghiệm. Rồi, rất nhiều dòng xe ở đây. Em ơi, ý anh lên xe sau nhá, lên kia nhá, đi em ơi. Bạn lên trên kia nữa à? Thôi đi đi, đây, chờ luôn. Bạn đang chờ cái này chưa? Thôi cho xe để cho máy về đã. Lên chơi đi ba cô cháu, lên chơi đi. Con của anh đằng kia đấy à? Nhất là va chạm với con kia thôi. Sợ cái con kia nó lên nhỉ. Nó nhìn thấy mình không phải là không lấy. Chỗ này có mát này, đôi chói này. Con này có ông nào đây mà sợ nhất là va nhau thôi. Tell me what
Phải lên trên kia nữa à? Thôi đi đi, đây, chờ luôn. Con đang chờ cái này chưa? Không nhận ai chết à? Có cái ôi mà. Bữa vừa tập 3. Cái gì? Con lại gần đấy xong rồi con lăn long lóc xuống dưới đấy luôn. Bây giờ đang xem bên kia ấy. Đây đang cẩu con này này. Đấy, Tùng ơi, đứng xe lên trên này, trượt chân là ngã xuống đấy đấy. Không nhìn thấy máy bay anh đâu rồi, hẳn ở đâu rồi. Ơ, người ta làm, người ta là pháo hoa. Đâu à? À kìa. Đây được rồi, đây được rồi. Mày khuất bóng cây nguy hiểm đấy. Bố con nhảy xuống nha. Chú đấy làm gì? Nào ném đứng nuôi rồi, ném đến mà xem người ta. Đứng ra đây. Đúng người ta là người ta lên người ta đánh cho. Nào con trượt xuống bây giờ con đứng hẳn lên trên này. Thấy chỗ nào bằng phẳng mới đứng. Ê, đó chỗ đây nhé. Nói con thế nào rồi?
con đứng ở chỗ này cho nó chuẩn, đúng luôn cả chỗ dốc này mà đứng là giống như đứng ở đấy à, sao đầu óc không để móc tóc hay sao vậy? Nó đi chơi đấm bốc nha, nó đi chơi đấm bốc nha. Nhưng cả mạnh lên được. Kiểu chồng mông. Nhưng cả mạnh lên mà. Quả ghét chân chồng mông. Ba bánh ấy, hai bánh. Tao lại xuống nhỉ. Chết máy. Con này chết máy luôn à? Rồi. Vỡ rồi, vỡ gương là sao rồi? Kính ấy, kính cốp ấy. Vỡ à, ấy rồi. Chắc là không lên được rồi. Hỏi kia đéo thở được. Đúng lại.
Leo lên được rồi, giống như con xe trước rồi. Con xe này bẩn ác nhỉ. Ủn ơi là bùn. Đấy, lúc đấy vừa đi qua đây không biết con nào. Con áo bùn. Bùn ghê luôn đấy. Còn dưới con dưới kia không? Đấy chưa? Kia đúng không? Nè bây giờ lại sang trời đây. Phi sang đi xem. Toàn nước tay sát ảnh. Ở đó đi vòng cái kia mới sang. Ta phết đấy nhỉ. Đâu rồi, xuất hiện rồi. Bấm giờ. Xuống dốc thôi. Có nhìn được ra và phải lâu rồi mới lên đây. Mới lên đây chiều. Ngồi chỗ này là nhìn được nhiều này. Nhìn được 4 lần. Khán giả lên đây. Hả? Xem gì đâu. Mấy cái đây ô tô đây, ô đi xem. Đấy đứng im lại cũng được. Đừng chui vào, xe nó đi trong đấy mà. Đi ra đây, đi ra. Đi ra đây. Ủa, bây giờ này. Đi sang bên bóng kia. Đấy. Đây.
đi thẳng đấy này, đi thẳng sang bên chủ tịch bên kia kìa, đi chưa? Đi được không? Đi cẩn thận không lăn xuống hố nhá. Khói um luôn. Khói um. Đấy, sắp cháy rồi, bốc khói rồi. Anh phủ vất vả phết nhỉ, chạy lên chạy xuống. Chưa đi về nào. Đi. Giờ ơi đi sao về? Đi về. Ô, về rồi mà. Rồi, stop. Kết thúc video ở đây. Đi trải nghiệm một ngày xem off-road của nhà mình. Bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn để về.